Ngày 20 tháng 10, Công an huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa cho hay, đang giữ đối tượng Cao Văn Bình 21 tuổi, ngụ xóm Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và hiếp dâm. Trước đó, chị Nguyễn Lâm Lính Nhung tên đã thay đổi, 26 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa, tới công an trình báo về việc bị kẻ gian đột vào nhà trộm rồi dùng dao khống chế hiếp dâm. Chị Lính Nhung cho hay, tối 15 tháng 10, chị đang ngủ ở căn nhà ở xóm Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa thì nghe tiếng động lạ phát ra. Nữ gia chủ đi kiểm tra thì bất thần bị một nam thanh niên chưa rõ lai lịch, dùng dao khống chế uy hiếp. Do đêm vắng ngắt nên chị Lính Nhung không dám la hét. Sau đó, nam thanh niên thực hiện hành vi hiếp dâm chị Lính Nhung mặc cho nạn nhân la hét. Thực hiện xong hành vi, đối tượng vội tẩu thoát. Nữ gia chủ tới công an trình báo. Công an đã lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường. Nữ gia chủ cho biết bị mất 1 triệu đồng cùng chiếc điện thoại di động hiệu Samsung. Qua điều tra, công an xác định kẻ thực hiện vụ việc là Bình nên truy xét. Ngày 17 tháng 10, công an phát hiện Bình nên tóm giữ đưa về trụ sở. Tại đây, nam thanh niên khai nhận hành vi phạm tội. Do thiếu tiền tiêu xài nên Bình đột nhập vào nhà chị Lính Nhung trộm được 1 triệu đồng và điện thoại di động. Sau đó, nữ gia chủ phát hiện nên kẻ trộm chính đã dùng dao khống chế hiếp dâm chị Lính Nhung. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo lao lý của